Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của Mẹ Đẻ Trẻ Khỏe Baby Combo Home nha. Ngày hôm nay, à không, lâu lắm luôn rồi á, không có mua đồ tự sôi hay là đồ nội địa Trung Quốc gì hết trơn á, để một đống ở nhà mà không có thời gian quay. Ngày hôm nay mình phải mở cái hộp này thôi, chứ không là rất tò mò. Bởi vì ở trên TikTok dạo gần đây có khá là nhiều bạn review cái món này, đó chính là chè tự sôi. Đầu tiên ấn tượng nhất của mình á là cái độ nặng của cái hộp, nó siêu nặng luôn. Tức là ở bên trong có khá là nhiều nguyên liệu. Ở bên ngoài có hai đoạn hội thoại của nhà vua nói chuyện với một bà quý phi, và tiếp theo là nói chuyện với một ông thái giám. Thì mình đã đi hỏi cô bạn của mình có ý nghĩa của nó như thế nào. Nếu mà cả nhà cũng muốn biết á thì có thể đọc qua cái tấm hình này nhé. Rồi thanh thanh mở hộp ra thôi. Như tất cả những cái món tự sôi khác thì cái hộp này có một cái sự đặc biệt, đó là nó quá trời là nguyên liệu luôn. Hộp này thì nó chia làm hai tầng. Tầng đầu tiên sẽ dùng để đựng cái bịch thạch bự này nè. Mở ra thì nó có mùi giống như là cao uy linh, thạch đen mà xương sáo mình thường hay ăn cả nhà. Nhưng mà lúc mà xé thì không có được trọn vẹn cho lắm, cho nên là mình phải lấy cái tay mình xé ra như thế này, rồi cuối cùng nó trào ra luôn. Ơi, công nhận hậu đậu ghê. Tiếp theo là một cái hũ này nó đựng thạch dừa cả nhà. Mà chuyên gia mở mấy cái hộp này mình dễ bị vương ra tay lắm, cho nên lúc nào cả nhà cũng hãy chuẩn bị sẵn một bịch khăn giấy hoặc là khăn giấy ướt nha. Cuối cùng là một cái hộp có đựng, mình nghĩ á nha, là đậu đỏ chung với lại nếp cẩm. Thì không biết có đúng hay không. Mình sẽ cho nước vào, và cái tầng bên dưới sẽ là cái gói tự sôi, cũng cho đến cái mức mà người ta đã quy định ở ngay phía bên dưới á. Bắt đầu khi mà mình nghe lục cục là lúc đó cái bịch tự sôi nó đang hoạt động. Có một số lần á mình mua cái đồ tự sôi và không biết sao á cái bịch tự sôi nó bị hư, không có cách nào để mà nấu chín được hết trơn. Mình phải mua dự trữ một đống bịch tự sôi ở nhà luôn mới ghê chứ. Rồi trong lúc mà đợi nó sôi lên để mình bắt đầu ăn á thì mình sẽ khám phá nha. Cái bịch này ngày hôm nay có hai cái muỗng và một cái dao. Chưa có hiểu cái mục đích của cái dao để làm gì, thôi để lát nữa nghiên cứu thử xem. Bây giờ thì cái tiếng ụp nó đã hết rồi và mọi thứ đều đã sẵn sàng. Không có thấy sôi bốc lên cao giống như là mấy cái cơm tự sôi, nhưng mà không sao, chắc nó ấm ấm là được rồi ha. Đây, bây giờ mình sẽ cho sữa vào. Cái này có hai hũ tất cả, giống như là cái sữa dùng để uống cà phê ở trên máy bay vậy á. Và một cái bịch bột, mình ngửi mùi thì mình nghĩ là bột phô mai, không biết có phải không. Cái bịch màu vàng này mình nếm thử thì nó giống như là cái vỏ tầng bì á, vỏ cam, vỏ quýt, và nó mặn mặn ngọt ngọt. Còn cái màu đỏ thì thôi chịu luôn, không biết là gì hết trơn á, nhưng mà cũng chua chua ngọt ngọt. Tiếp theo là một cái hũ nữa, nó giống như nước đường mà có mùi vani khá là thơm. Khi mình quậy lên á thì mình thấy tất cả những cái nguyên liệu nó hòa quyện vào với nhau rất là thơm nha cả nhà. Và hiểu rồi, giờ thì biết rồi, cái dao này dùng để cắt miếng nhỏ ra chứ không có ai ăn nguyên một tảng gì hết. Nhưng mà nói thiệt nha, mình có một cái thói quen đặc biệt, đó là khi mà ăn tàu hũ nước dừa hoặc là ăn mấy cái chè mà có thạch này nè, mình thích ăn cái miếng bự lắm. Hơi khác người một chút xíu. Bây giờ mình sẽ nếm thử xem sao. Thì thường thường á mình ăn thạch này với lại đá không à, chứ ít khi nào ăn kiểu ấm ấm, nên mình cảm thấy nó không có được quen lắm á cả nhà. Điểm cộng rất lớn á là cái vị ngọt của nó không có bị ngọt gắt, mà nó ngọt khá là thoai thoải. Cộng thêm là những cái thành phần bên trong giống như là sữa nè, nó cũng làm dịu bớt. Thêm nữa là những cái đồ chua chua ngọt ngọt lúc nãy mình không biết gọi tên là cái gì á, thì ăn kết hợp vào khá là vui miệng. Mình chưa thử cái loại chè này bao giờ cho nên không biết như vậy có phải là ngon hay không. Tuy nhiên mình là một người khá dễ ăn nên cảm thấy là ok, ăn cũng vừa phải. Tuy nhiên cái giá tiền nó hơi mắc một chút. Với lại với cái số tiền đó mình lấy mình đi mua một bịch xương sáo về mình nấu thì sẽ được nhiều hơn. Không biết cả nhà nghĩ như thế nào, hãy cho mình biết ý kiến bằng cách comment phía bên dưới nhé.